Garry Kasparov, kỳ thủ mạnh nhất trong lịch sử cờ vua thế giới. Lịch sử cờ vua thế giới không thiếu những ông hoàng sở hữu những thành tích vô tiền khoáng hậu, nhưng nếu phải chọn ra cái tên khiến nhiều người trầm trồ nhất, Garry Kasparov có lẽ là nhân vật được nhắc đến đầu tiên. Ông đã có hơn 2 thập kỷ thống trị làng cờ vua thế giới, được coi là kỳ thủ xuất sắc nhất mọi thời đại với khả năng bất khả chiến bại. Đặc biệt, nhắc đến Garry Kasparov, người ta sẽ nhớ ngay đến những trận đấu trí giữa ông và siêu máy tính. Khởi đầu sự nghiệp cờ vua từ sớm. Garry Kasparov có tên đầy đủ là Garry Kimovich Kasparov, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1963 tại Baku, nay là thủ đô Azerbaijan, trong một gia đình gốc Do Thái. Cha của Garry Kasparov là kỹ sư, còn mẹ là chuyên gia lĩnh vực tự động hóa. Chính cha mẹ là người đã truyền cảm hứng chơi cờ vua cho ông từ nhỏ. Từ năm 10 tuổi, Kasparov đã học trong trường cờ vua của đại kiện tướng quốc tế Mikhail Moiseyevich Botvinnik. Năm 1975, trong buổi biểu diễn chơi cờ của nhà vô địch thế giới Anatoly Karpov, Kasparov đã xuất sắc hòa với đại kiện tướng. Một năm sau đó, ông chiến thắng giải vô địch thiếu niên Liên Xô môn cờ vua. Đến năm 1978, Kasparov thắng giải cờ vua tưởng nhớ Alexei Pavlovich Sokolsky và nhận được danh hiệu kiện tướng. Năm 1980, Garry Kasparov trở thành đại kiện tướng trẻ nhất thế giới, đồng thời đoạt chức vô địch thiếu niên thế giới môn cờ vua ở Dortmund. Một năm sau đó, ông viết tiếp hành trình của mình bằng chức vô địch Liên Xô, trở thành nhà vô địch môn cờ vua trẻ nhất của Liên Xô khi đó. Hơn 2 thập kỷ thống trị làng cờ vua thế giới. Năm 1985, khi mới vừa tròn 22 tuổi, Garry Kasparov đã đánh bại một huyền thoại cờ vua của Nga và thế giới lúc bấy giờ, Anatoly Karpov, để trở thành kỳ thủ trẻ nhất lên ngôi vô địch thế giới. Rồi kể từ đó, Kasparov đã trở thành nhà vô địch cờ vua thế giới không thể đánh bại từ 1985 đến 1993. Lý do là vì vào năm 1993, khi kỳ thủ Nigel Short người Anh lọt vào trận chung kết thế giới, trở thành người thách thức Kasparov, cả Short và Kasparov cùng quyết định ly khai khỏi FIDE, cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc thi đấu cờ vua trên phạm vi quốc tế, để lập ra một tổ chức mới là Hiệp hội Cờ vua Chuyên nghiệp PCA và tổ chức riêng trận chung kết thế giới. Trong trận đấu này, Kasparov đã giành phần thắng và giữ ngôi vô địch PCA. Trong nhiều năm PCA và FIDE hoạt động song song nhau, Kasparov chỉ thi đấu trong khuôn khổ PCA nhưng vẫn được FIDE tính điểm và xếp hạng. Hệ số Elo cao nhất mà Kasparov đạt được là 2.851 và lập kỷ lục 15 lần giành chiến thắng liên tiếp. Năm 2000, đối thủ trong trận chung kết vô địch thế giới của Kasparov là Vladimir Kramnik người Nga và ông đã thua trận đấu này gồm 16 ván để mất danh hiệu vô địch PCA vào tay của Kramnik, kết thúc chuỗi bất bại trong giải PCA. Cho tới bây giờ, kỳ thủ người Nga Vladimir Kramnik vẫn là người duy nhất có thể đánh bại Kasparov trong một trận chung kết thế giới. Ngoài ra, trong sự nghiệp của mình, Kasparov đã 11 lần giành giải thưởng Oscar cờ vua, một giải thưởng quốc tế hàng năm dành cho kỳ thủ cờ vua xuất sắc nhất, người chiến thắng được bình chọn từ các chuyên gia, kể cả các đại kiện tướng cờ vua trên thế giới. Những cuộc đấu trí với siêu máy tính. Không chỉ nổi tiếng với những trận đấu gay cấn ngoài đời thực, Kasparov còn khiến nhiều người nể phục với những cuộc chiến trên máy tính. Thực chất đây là cuộc đối đầu giữa ông với hàng trăm chuyên gia lập trình và cựu vô địch thế giới. Trận đấu hai ván giữa Kasparov với siêu máy tính Deep Thought của IBM diễn ra năm 1989 và ông đã đánh bại Deep Thought hoàn toàn. Thậm chí sau trận đấu, Kasparov còn khẳng định máy tính sẽ không bao giờ có khả năng đạt đến trình độ chơi cờ của con người. Năm 1996, 7 năm sau lần đầu tiên đối đầu với siêu máy tính, trận đấu thứ hai được tổ chức giữa Kasparov và siêu máy tính Deep Blue của IBM, một cỗ máy được mô tả là thông minh và nhạy cảm hơn con người hàng nghìn lần. Nhận xét trên không hề là quá lời, bởi Deep Blue sở hữu khối dữ liệu khổng lồ về cờ vua, bao gồm tất cả các trận đấu của các siêu đại kiện tướng suốt 100 năm trước đó. Mỗi giây trôi qua, nó có thể tính toán và đưa ra vài trăm ngàn nước đi, phương án triển khai khác nhau. Trong trận đấu 3 ván, ván đầu tiên Deep Blue đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, 2 ván sau đó, Kasparov đã lật ngược tình thế khi ông phát hiện ra rằng Deep Blue có thể giải được các nước đi được tính toán kỹ lưỡng của các kỳ thủ chuyên nghiệp nhưng lại không thể chống lại những nước đi vô nghĩa. Sau một năm nghiên cứu, trận tái đấu giữa Deep Blue
phiên bản cải tiến của Deep Blue và Kasparov được tổ chức, và lần này Deep Blue là người giành chiến thắng. 6 năm sau đó, IBM lại tung ra một siêu máy tính khác là Deep Junior, một cỗ máy thi đấu cờ vua với khả năng đưa ra 3 triệu phương án triển khai quân trong 1 giây. Trong trận đấu 6 ván giữa Deep Junior và Kasparov, mỗi bên giành được 3 chiến thắng. Năm 2014, Kasparov trả lời Business Insider rằng con người có sai số, còn máy móc thì không, bởi nó luôn làm việc theo lập trình có trước. Nhưng ông vẫn không quên khẳng định, con người tạo ra máy móc, chúng ta phát minh ra công nghệ, không tìm cách ứng dụng vào công việc thì hà cớ gì phải sợ máy móc. Những hoạt động sau khi giải nghệ. Ngày 10 tháng 3 2005, Garry Kasparov tuyên bố giải nghệ. Ông chia sẻ rằng bản thân ông không còn tìm thấy đối thủ ngang tầm mang đến sự gay cấn khi chơi, đồng thời cảm thấy mình phải lo cho vợ con nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Kasparov cho biết ông có thể chơi cờ trong một số sự kiện để giải trí. Một trong những sự kiện tiêu biểu của Kasparov sau khi giải nghệ chính là làm huấn luyện viên cho đương kim vô địch cờ vua thế giới hiện nay Magnus Carlsen. Năm 2004, khi 13 tuổi, Carlsen đã thách đấu Kasparov ở nội dung cờ nhanh và xuất sắc cầm hòa ở ván đấu đầu tiên trước khi chịu thua ở hai ván kế tiếp. Tới năm 2009, Carlsen mời Kasparov về làm huấn luyện viên giúp mình chinh phục đỉnh cao. Thú vị ở chỗ hai người chưa từng gặp nhau ở một giải đấu chính thức nào. Họ có duyên làm thầy trò giai đoạn 2009-2010. Dưới sự hướng dẫn của Kasparov, Carlsen đã trở thành người trẻ nhất đạt được Elo cao hơn 2.800, vươn lên vị trí số 1 trên thế giới. Sau khi ngừng hợp tác với Magnus Carlsen, Kasparov bắt đầu đào tạo Hikaru Nakamura, đại kiện tướng cờ vua người Mỹ gốc Nhật. Năm 2014, Garry Kasparov tranh cử chiếc ghế chủ tịch hội đồng FIDE song thất bại. Sau này, ông đã thành lập quỹ mang chính tên mình với mục đích là hỗ trợ và giúp đỡ trẻ em trên thế giới, đặc biệt là phát hiện và đào tạo, nuôi dưỡng những tài năng cờ vua. Theo Kasparov, tài năng có ở khắp mọi nơi trên thế giới và chúng ta cần tạo điều kiện giúp họ có cơ hội để phát triển bản thân. Bí quyết thành công của Garry Kasparov. Trở thành kỳ thủ số 1 thế giới đã khó, giữ được vị thế đó trong thời gian dài càng khó hơn. Tuy nhiên, Garry Kasparov lại đứng trên đỉnh cao chớ lọi trong giới cờ vua suốt 20 năm. Garry Kasparov bảo rằng mình chỉ có một đáp án cho nhiều bài toán, đó là khả năng ra quyết định. Ông quan niệm, kỳ thủ cũng là con người bình thường, tố chất giúp họ khác biệt nằm ở khả năng này. Không riêng gì cờ vua, tất cả những thứ mang yếu tố cạnh tranh đều hơn thua nhau chỉ trong một khoảnh khắc. Lúc đó, thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào khả năng ra quyết định. Khi nghĩ đến khả năng ra quyết định, chúng ta thường lầm tưởng những người điềm tĩnh sẽ đưa ra các lựa chọn tốt hơn những người có tính cách nóng nảy bộp chộp. Trên thực tế, điều này không hẳn đúng. Kasparov từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn, cách mọi người ra quyết định có muôn hình vạn trạng, giống như hoa tay hay cấu trúc gen của từng người. Dù vậy, ai cũng có thể tiến bộ. Quan trọng là phải biết quan sát, rút kinh nghiệm và tiếp thu. Không chỉ sau mỗi thất bại, ngay cả lúc chiến thắng cũng phải biết học tập để tiến bộ. Kasparov quan niệm, khả năng ra quyết định của mỗi người sẽ tiến bộ nhanh hơn nếu tự tìm cách giải quyết vấn đề thay vì để người khác giúp đỡ. Tôi từng nhờ vả nhiều người để họ giúp mình, nhưng rồi cuối cùng tôi lại làm mọi thứ một mình. Nếu không tự bản thân vượt qua được khó khăn, chúng ta sẽ không thể chiến thắng chính mình. Kỳ thủ nổi tiếng từng có lời nhắn nhủ đến các kỳ thủ trẻ rằng, đến trận đấu bắt đầu, mọi thứ hoàn toàn không đi theo hướng bạn dự tính. Dù bạn có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, thì việc tập luyện cũng chẳng giúp ích được mấy trong một trận đấu chính thức. Tập luyện đâu có áp lực khủng khiếp hay xuất hiện tình huống mạnh được, yếu thua. Nhiều người rất giỏi nhưng không chịu nổi áp lực, vì thế trong mỗi trận đấu, họ tự thua vì hành động chẳng giống họ chút nào. Với Kasparov, cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng ra quyết định là liên tục ném mình vào những cuộc đấu căng thẳng. Chỉ bằng cách đó, ông mới có thể quyết định chính xác, nhất là ở những thời điểm phân định thắng thua, không bao giờ làm khác với bản thân mình cũng như luôn lái cuộc chơi theo ý mình, chính là cách giúp ông ngự trị ở đỉnh cao cờ vua thế giới. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.